Xin chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh youtube của MG Đồng Hồ với video ngày hôm nay thì MG Đồng Hồ có ở trên đây là bốn mẫu dòng sản phẩm đến từ Orange Star các bác nhé Thì bốn chiếc này thì em sẽ lên video và bóc hộp cũng như là báo giá cho anh em chú xem qua luôn Về bốn chiếc dòng này à, Đối với tất cả những cái dòng sản phẩm mà bên em bán ra Thì kể cả là hàng mới hay là hàng lướt ấy Thì bên em cũng đều sẽ hỗ trợ bảo hành cho anh em chú 5 năm à, với năm đầu tiên thì sẽ là 100% chi phí về máy móc nên là anh em Tôi yên tâm và từ năm thứ hai đến năm thứ năm thì bên em sẽ hỗ trợ cho anh em chú 50% chi phí sửa làm đẹp đánh bóng lại đồng hồ cũng như là một số những cái chi tiết khác cho anh em với chú uh, yên tâm mà chúng ta sử dụng nhé đầu tiên thì em nên ở đây cho chúng ta một chiếc Oresta Joker mặt hề chiếc này là một chiếc mặt xanh blue hiện tại thì với dòng sản phẩm này em đang còn 3 chiếc sẵn tại cửa hàng nếu như mà anh em nào mà xem được video và muốn trải nghiệm một cái dòng sản phẩm cao cấp của nhà Oresta và đặc biệt là không bao giờ nỗi thời thể thao hiện đại thì chúng ta có thể là tham khảo và nên tay uh, thử xem qua với cái dòng mặt hề xanh blue này với mã của em nó là REAV 0003 n thì chiếc này với em này thì sẽ có là size 41 và mức giá sẽ để cho anh em là 9 triệu hàng mới 100 phần trăm Phong và anh em xem qua về cái chất lượng sản phẩm thì về cái phần siêu dây thì em vẫn còn nên là anh em cứ yên tâm hộp sổ thì có ở đây hết em này thì em lên video rất là nhiều rồi mức giá nói chung là rất là ổn định trong phân khúc Ờ, em này thì hiện tại thì em đang nhập về được nô cũ nên là mức giá nó ổn định Chứ nô mới về thì mức giá nó anh quanh khoảng độ tầm 10 triệu đến 10 triệu rưỡi ờ, Khá là cao nên là anh em nào mà tranh thủ mua được và kết cái màu xanh blue này Mua được trong cái thời điểm hiện tại Thì mức giá em nghĩ là rẻ hơn rất là nhiều uh, so với nô tới em về Và nếu như mà anh em nào mua tại Nhật giá hãng thì nó nó anh quanh đâu đó khoảng độ tầm 25 triệu anh em nhé Rất là cao luôn với cái dòng sản phẩm của nhà Oresta này Bản mặt hề uh, màu xanh blue Em sẽ lên tay thử cho anh em xem qua về cái dòng này với uh, size của nó là size 41 cổ tay của em là 16 thì lên tay rất là vừa chuẩn form và dễ đeo uh, với cái phần dạ quang được uh, hỗ trợ nhìn đêm phù hợp với anh em có chú lớn tuổi hay là chúng ta thích một cái thiết kế dạ quang nó uh, về đêm nó phát sáng cho chúng ta và 12 bộ cọc số ở chiếc này thì chúng ta sẽ có những cái bộ cọc số dạ kẻ vạch và xen kẽ là góc 12 giờ chúng ta sẽ có là bộ cọc số nam mã Kim giờ kim phút của em này thì sẽ có là dạng kim kiếm và được uh, thiết kế dạ quang ở trên phần thân kim Độ cơ góc 9 giờ này, 50 giờ chữ cót và chúng ta sẽ có cái phần uh, Kim dây rốn được đặt ở góc 6 giờ Sẽ có là Make in Japan Kính là kính sapphire Chống cháy xước rất là tốt và mặt kính của em này thì vẫn còn nguyên nha anh em nhé Và Benzen của chiếc này thì sẽ có thiết kế đánh bóng và phần càng phai xước cho chúng ta này Mặt đáy thì sẽ là mặt đáy hở với bố văng của Oresta Chiếc này thì chúng ta sẽ có là chống nước 100m thân thép không dỉ sapphire crystal kính sapphire đấy epson và hàng này hàng mỹ japan cỗ máy được trang bị trên chiếc này là cỗ máy f6 f4 với 22 chân kính 21 6 tần số dao động và chiếc có tối đa 50 giờ cho chúng ta thì anh em chú nào mà cân đối tài chính mức giá là 9 triệu đồng giao lưu cho anh em chiếc này nên tay sở hữu một dòng sản phẩm đến từ nội địa nhật thì anh em liên hệ sớm nhất để đặt hàng qua hotline là 0347 808 219. À, bên em sẽ có chính sách để bảo hành 5 năm cho anh em cứ lên uh, lên tay thoải mái. Uh, hỗ trợ chi phí cho anh em sửa chữa cũng như là bảo hành. Bên em thì sẽ có cơ sở tại ngõ 168 Nguyễn xiển Thanh Xuân Hà Nội để cho anh em đến và lên tay trực tiếp. Nếu như mà anh em nào mà muốn đến uh, để xem sản phẩm. Còn sản phẩm thứ hai em có là chiếc uh, Alesta Open Hurd để mi vàng thì uh, chiếc này em đang còn sẵn một chiếc tại cửa hàng thôi. Nên là anh em nào mà xem được video và muốn trên tay thì liên hệ sớm nhất nhé Bởi vì là một chiếc cuối này uh, để cho anh em mức giá là 7 triệu 800 nghìn Hàng mới ni phong 100% Mã là REAT0004S cho một chiếc mặt trắng để vi vàng nộ cơ Thì uh, đối với em này thì nó có một cái phần sai nó gọn hơn Nên là cổ tay của anh em nhỏ hơn thì uh, cũng đeo rất là vừa Uh, chẳng hạn như cổ tay của anh em khoảng độ tầm 10 năm và muốn chơi một cái dòng sản phẩm đến từ nhà Oresta thì uh, chiếc này nó cân được hết với cổ tay của anh em nhỏ gọn khoảng độ tầm 10 năm thì nộ cơ ở góc hướng 9 giờ, nó chiếc này thì nó nộ cơ nó ít hơn À, so với cái phiên bản mặt hề nhưng mà thay vào đó thì chúng ta có một cái thiết kế form size nó gọn gàng hơn nó nhỏ gọn và nó dễ đeo hơn với 50 giờ chữ có tối đa 12 bộ cọc số thì sẽ có là dạng màu rose gold vàng hồng và sẽ có dạ quang hỗ trợ nhìn đêm benzen thì sẽ có thiết kế đánh bóng và kính là kính sapphire chúng ta à, size 39.3 thì nói chung là phần size tay của anh em nhỏ cực kỳ nhỏ thì anh em cũng có thể đeo thoải mái rồi 10 năm thì anh em đã có thể lên tay đẹp với chiếc này phối với vest hay là sơ mi thì nên tay cũng rất là vừa đó các bạn trẻ thì anh em văn phòng công sở thì nên tay chiếc này cũng rất là ok nhá đó dây là dây kim loại kính là kính sapphire mặt số màu vàng gold đó. kính sapphire thì nó sẽ chống trời sức tốt rồi và mặt đáy thì sẽ là mặt đáy hở và anh em nhìn qua về cái phần siêu mặt đáy em vẫn còn nhá hàng sẽ là made in japan cỗ máy f6r4 với 22 chân kính và chống nước 100m thân thép không dỉ 316 chống mài mòn chống sức giam và chống oxy hóa tốt đến từ nhà Oresta chống nước 100m thì anh em cứ yên tâm đi mưa tắm giặt rửa tay bơi nội thoải mái nhé anh em không cần lo no cái vấn đề nó bị vào nước đâu và nếu như mà trong năm đầu tiên mà anh em sử dụng mà chẳng ai có cái vấn đề gì về máy móc thì anh em cứ gửi lại cho bên em bên em thì gửi đi thì sẽ có hóa đơn đầy đủ và sẽ có ship code đi toàn quốc anh em nhận hàng kiểm tra đúng mẫu mã sản phẩm thì anh em mới cần thanh toán thôi đó, hàng đến tay anh em anh em bóc hàng ra kiểm tra đầy đủ hóa đơn và đồng hồ thì đúng như trên video đúng như ảnh em gửi thì anh em mới cần thanh toán nhé hàng sẽ là hàng mới đó nhật nội địa máy Japan chuẩn cho anh em 100 phần trăm anh em chơi thoải mái luôn bảo hành 5 năm mà anh em bảo hành 5 năm rất là lâu nhé tiếp theo thì em có là một chiếc nữa à, chiếc này thì nó sẽ là một uh, phiên bản uh, nộ cơ nữa của nhà Alistar Chiếc này thì em để cho anh em mức giá là 11 triệu anh em nhé 11 triệu thôi Em này thì nó khá là hiếm Em này thì em có một chiếc sẵn tại cửa hàng Anh em nào muốn lên tay trực tiếp thì cứ đến địa chỉ nhà ngõ 168 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội Thì em sẽ tiếp anh em Với những cái dòng sản phẩm khác như là Seiko, Oresta hay là Citizen Em có đầy đủ hết để cho anh em lên tay à, Đối với dòng sản phẩm này thì thay vào Thay vì mà chúng ta sẽ có những cái thiết kế dạ quang như hai cái dòng sản phẩm trước thì đối với chiếc này Em này thì sẽ không có dạ quang nhưng mà thay vào đó thì chúng ta sẽ có nội cơ hình số 8 rất đẹp Được đặt ở góc hướng 9 giờ Và phần kim dây thì ở góc hướng 6 giờ chúng ta cũng có một cái phần kim dây rốn được đặt riêng nhá Và bản 50 giờ chỉ có tối đa Chiếc này thì nó khá là hiếm tại thị trường và nếu như mà anh em mua hàng mới bên các store đại lý thì ít nhất nó sẽ rơi vào khoảng độ tầm 21 đến 22 triệu một phiên bản hàng mới còn ngày hôm nay thì đến với em thì anh em, anh, anh chị em chúng ta chỉ cần phải bỏ ra 11 triệu thôi 11 triệu cho một phiên bản hàng mới nội địa Nhật à, Em này thì rất là mỏng thôi và size nó vẫn là size 41 Em sẽ đi thử cổ tay cho anh em xem qua 16 Thì với cổ tay 16 thì size 41 nói chung là cân thoải mái nên thai rất là đẹp Đó, Kim cao thiết kế màu trắng bạc Bắt sáng rất là tốt và thiết kế dạng kẻ vạch kim giờ kim phút là sẽ có thiết kế dạng bộ kim kiếm và chúng ta sẽ có logo orange Star ở góc hướng 3 giờ nên tay chiếc này thì nó trông rất là sang anh em nhé rất là sang nộ cơ thể thao khỏe khoắn và nam tính à, mặt xanh blue chảy tia đó mặt đều vân hai nòng, nòng trong chúng ta sẽ có vân trơn và nòng ngoài thì chúng ta sẽ có những cái đường tròn đồng tâm nó chạy xung quanh cái phần mặt số sẽ có được trang bị với cái cỗ máy này F7 F6 cho chúng ta hàng là hàng Mỹ Japan kính là kính sapphire size 41 rất là dễ lên tay và chúng ta sẽ có núm chỉnh có khắc logo của Orange Star. Mặt đáy thì sẽ là mặt đáy hở với bố văng của nhà Orange Star, được in logo rất là chi tiết và rõ ràng. chống nước 100 m này. À, xin được các bác, chiếc này thì chúng ta sẽ có chống nước 53 tương đương với 50 m đi mưa tắm giặt ở tay bơi nội cũng rất là ok. Cùng với đó là thân thép không gì Epson và hàng này hàng made in Japan. Chiếc này thì em vẫn còn siêu đáy anh em nhé, em vẫn còn siêu đáy chưa hề bóc và siêu dây em vẫn còn. Đó, hàng mới chuẩn cho anh em lên tay. Dây là dây thép đúc nguyên khối Đó, rất là đầm tay mức giá chỉ có 11 triệu anh em nhé bảo hành cho anh em là 5 năm nên tay thì nói chung là thoải mái rồi hàng đẹp chuẩn xịn mà lại là dễ đeo nữa size 41 thì nói chung là đây là một cái phần size nó tại thị trường Việt Nam thì anh em nên tay thoải mái đa số là anh em mua đồng hồ ở bên em thì size 41 anh em lựa chọn rất là nhiều Chiếc cuối cùng cho video ngày hôm nay thì em có một chiếc của nhà Oresta Open Hood mặt xanh blue Chiếc này thì nó sẽ có một cái mức giá tham khảo cho anh em tốt hơn so với cái chiếc mặt trắng demi vàng Anh em hỏi em rất là nhiều những cái phiên bản xanh ngọc lục bảo ở à, Hiện tại thì xanh ngọc lục bảo nó đang hết hàng anh em nhé Đang hết hàng và hiện tại thì em đang có cái chiếc màu xanh blue này Nó tươi hơn cái màu xanh ngọc lục bảo và nó có chảy tia À, nó có chảy tia sandburst ở trên cái phần mặt số và chiếc này thì à, nó không khác gì cái con mặt trắng đính vàng nó chỉ khác cái màu thôi và vẫn được trang bị một cái cụm máy f6r4 kính sapphire nội cơ góc 9 giờ và chúng ta sẽ có bản 50 giờ chữ co tối đa à, phiên bản này thì chúng ta sẽ được trang bị dạ quang cũng cực kỳ là sáng của nhà Oresta ở dưới góc 6 giờ chúng ta sẽ có logo os và dòng chữ Oresta máy cửa automatic và ở góc hướng 12 giờ và góc 6 giờ chúng ta sẽ làm bộ cọc số nam mã ngoài ra thì sẽ là được trang bị thêm xen kẽ là những cái bộ cọc số kẻ vạch trước này thì nó sẽ có đầy đủ cho anh em chúng ta dòng máy cơ sẽ có nên có tay nên có tự động cũng như là hai kênh stop dừng kim dây khi, khi chỉnh giờ vẫn là size 39.3 thì em sẽ nên tay thử cho anh em nói chung là chiếc này da của anh em nước da hơi sáng một chút thì anh em đeo cũng rất là đẹp rồi mặt xanh blue dễ lên tay kính là kính sapphire bắt rất là trong có dạng cam bắt sáng tốt kim cọc thì bóng đó benzen đánh bóng và phần càng thì sẽ có thiết kế phai xước chúng ta rất là nam tính nên có cho anh em một chút xem qua cái phần kim xong và cốt ở góc hướng 12 giờ này đó rất là tiện trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng ờ, em này thì vẫn được trang bị một cái cỗ máy F6R4 thì vẫn là 22 chân kính và 21.600 tần số dao động chữ có tối đa 50 giờ cũng là kính sapphire crystal Epson công ty mẹ của Ren và chúng ta sẽ có là hàng mới in Japan cỗ máy F6 R4 này chống nước 100m đi mưa tắm giặt rửa tay bơi nội thoải mái hàng mới anh em nhá mức giá chỉ có 7 triệu 500 nghìn cho anh em chiếc này thì nếu như mà anh em nào mà cân đối được về cái mức giá của dòng sản phẩm này thì liên hệ sớm nhất cho em để đặt hàng à, cái màu màu xanh này thì em còn là hai chiếc hai chiếc và em đẩy đi nốt để nhập tô mới về thì sẽ có một cái mức giá khác nên là anh em nào mà cân đối và tham khảo được lựa chọn trong cái thời điểm hiện tại thì em sẽ để cho em một cái mức giá giao lưu tốt nhất anh em nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể anh em ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.